Rồi, xin chào tất cả anh em câu cá nha, anh em ba miền Bắc Trung Nam, chào các bậc cha chú, anh chị em bạn bè gần xa. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 10 thì em có lên một video bao gồm 24 mã cần nha nè. Ở trong đây hôm nay em lên có cần phíp nữa nha, có cần phíp, cần carbon thì đó, nó lên lộn xộn cái đây nha. Nói chung hôm nay thì em lên hàng cũng có bình dân, hàng rẻ tiền cũng có, hàng cao cấp, hàng mắc tiền cũng có nha, lên cho anh em có nhiều sự lựa chọn ha. Thì cũng như thường lệ bên em á, thì về cần câu phí ship mặc định là 40.000 nha, 40.000 trên một sản phẩm, tất cả đều là bỏ ống nước hết, đơn hàng 100.000 cũng vẫn bỏ ống nước bình thường cho anh em nha. Em tất cả đều bỏ ống nước, phí ship mặc định một đơn là 40.000, hai đơn là anh em sẽ được bao ship nha, và tất cả em sẽ ship nhanh hết, toàn bộ là em chọn gói ship nhanh hết để hàng có thể tới tay nên em nhanh nhất có thể nha. Đó, phí ship 40.000 thì còn thiếu bao nhiêu em sẽ bù vô, thì phí ship nhanh anh em biết rồi, phí ship nhanh lúc nào cũng sẽ gấp đôi hết, bình thường cỡ 50 thì ship nhanh nó lên là 100, đại loại là như thế. Em thiếu bao nhiêu em sẽ bù vô hết cho anh em nha, cái phần đó là cái phần em hỗ trợ riêng cho anh em, đồng hành cùng anh em. Thì và cái trường hợp nữa là khi anh em mua hàng á, thì lưu ý giúp em, hiện tại shop đầu câu của em là chỉ cọc trước 50.000 em mới ship hàng nha anh em, còn có trường hợp anh em nào không cọc được thì hiện tại em không chốt đơn được nha anh em. Anh em lưu ý giúp em, thông cảm giúp em, hiện tại dịch bệnh khó khăn, hàng quá khó khăn. Rồi thì cũng thêm một phần nữa là nói thêm nữa là anh em lưu ý giúp em nha, em chỉ chốt đơn qua số điện thoại và Zalo nha anh em. Em chỉ chốt đơn qua số điện thoại và Zalo thôi, còn những cái bình luận mà chốt ở trên YouTube là em sẽ không chốt bình luận đó nha. Đa số em thấy chậm hoặc là trễ hoặc là gần như là không thấy được luôn. Thì mong anh em thông cảm giúp giùm em. Đó rồi. Cũng không mất thời gian nhiều của quý anh em nha. Thì em cũng lên chi tiết luôn. Cây đầu tiên em gửi đến quý anh em, nó là một cái cần, này là cần hai khúc nha, hàng carbon nè, cây này có pha phíp nha nè, hàng carbon nhưng mà có pha hàm lượng phíp trong đây. Cây này hai khúc, nó hai khúc, cây này hàng mới chưa sử dụng nha, hàng hai khúc, hàng mới chưa sử dụng luôn. Ở đây cái thông số cho đây này nha nè, đó cái tên cần, thông số viết tắt là BG nè, 2m7 hai khúc, nặng 340g, đó độ cứng tầm 40-50 nè, thu gọn 135cm. Đó, cây này hàng có made in China nha anh em, sản xuất tại China và xuất thị trường Nhật, giá yên đây 5.000 một yên, tính ra cũng triệu, nhưng mà yên chắc cũng tầm 1.2 á, cũng cỡ đâu đó 1.2 nha anh em, thì giá bên Nhật nó vậy đó. Còn hiện tại ở đây thì em không có bán đâu, em bán nửa giá nha anh em, hàng về Việt Nam chỉ bán nửa giá thôi. Đó, hàng mới chưa sử dụng nha anh em. Đây, cây này là hàng carbon nhưng có pha phíp nha. Đó, hàng carbon nhưng có chất lượng, là cây này là có pha chất lượng phíp luôn đây. Hai khúc mới chưa sử dụng như nè, đó hai khúc màu đen xì xì luôn. Đó, hàng sản xuất tại China và xuất thị trường Nhật nha anh em, lưu ý giúp em. Đó, cây này là khoen đá trắng nha anh em. Đó, khoen sứ đá trắng nha. Bắt máy là máy Fuji nè. Đó, bắt máy Fuji. Rồi, cây này là mã số 1 nha anh em. Quên luôn thông số chi tiết chứ. Cái này thông số chi tiết này em đọc rồi, quên nữa, đọc rồi thông số chi tiết rồi. Cái này hàng Seagray nè, Real nè, Serial nè, 52m7 rồi. Cây này là mã số 1, bán anh em giá là 650 nha. Mã số 1 650 rồi. Tiếp theo lên quý anh em là một cái cần này rất độc đáo nha. Đó, cái này có thể vừa lưu vừa zip được nha anh em, khoen nè. Đó, cái khoen này là cái khoen có cần zip nha anh em. Anh em nhìn, anh em chơi cần zip nhìn là biết khoen cần zip nha. Đó, khoen cao bằng zip nha. Cây này là vừa lưu vừa zip 2m1 nha anh em. Đó, 2m1, hai khúc, hàng Malaysia, sản xuất tại Malaysia và xuất thị trường Nhật nha, hàng Ruby nè. Đó, cây này size tầm M mà hắc có cần lua nha nè. Cây này về anh em lua rê đánh nháy sóng rồi nhá, thiệt bạo lực cũng được nha, 2m1 nha nè. Bắt máy Fuji cán mút liền nha. Đó, khoen cũng là khoen Fuji đá xám nha. Khoen Fuji đá xám chân cao. Khoen Fuji đá xám chân cao, ngoại hình anh em nhìn tiếp em nha. Chỗ chân khoen nó có nứt này nha nè, không phải nứt chỉ nha, nó dạng như là nó bị tưa chỉ nha. Đó, ý em nha, cái cây này rất độc nha anh em. Đó, anh em vừa lua rồi zip được luôn nha, lua thì lua bạo lực cũng nháy sóng, còn zip cũng được nha, zip thì zip biển, zip tinh tàu, bè thuyền mà nhấn được nha, rất độc đáo, hàng carbon nha anh em. Cây này hàng carbon và hàng sản xuất tại Malaysia, hãng Ruby, hãng của Nhật nha, sản xuất thị trường Nhật. Đó rồi, cái cây này cân nặng của nó là 220g nha anh em, nó cân nặng 220g. Ngọn của nó là 2.6 ly, cây này mã số 2, bán anh em giá 900 nha. Mã số 2 giá 900. Rồi, tiếp theo em lên đến quý anh em này, một cái cần tay nha, một cái cần tay này hàng thiết đỏ nhưng mà thiết kế là rất đẹp nha anh em. Hàng giá chút nha.
cái này thằng Nhật nó giờ 4,5 m nè. Đó. Cây này lóng ngắn nha nè, thu gọn chắc 60, không, cây thu gọn 50 cm nha, cây này thu gọn 50 cm, 4,5 m, hàng giá chốt nguyên zin nguyên bản nha. Đó, anh em vừa chơi vừa sưu tầm nha, thằng Nhật nha nè, hàng rất đẹp luôn á. Lóng còi ở trong còn rất đẹp nha nè, không lóng luôn. Cái này hàng nguyên zin nguyên bản 100% luôn nè. Đó. Cái này zin nguyên bản 100% luôn nha anh em, đủ chiều dài luôn. Cây này thì nó sẽ tầm cái này 4,5 m. Cây này tầm 3H nha anh em, tầm 3H 3,5 H nha, nó cũng khá nảy á. 3H 3,5 H khá nảy. Cây này thì nó cân nặng là 212 g. Rồi, cây này mã số 3, phải anh em giá 400 nha. Mã số 3 giá 400. Nó tầm 3,5 H nha, 3,5 H. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái rút mini nha, hàng carbon nha, cây này thu gọn 30 cm, cực kỳ hiếm nha, cây này bỏ túi quần vừa luôn á. Trước giờ rút mini bán 35 là thấy ngắn nhất rồi, mà cây này thu gọn 30 cm rồi. Đó, cây này hiểu nút đít nó bị mất nha anh em, lưu ý giúp em, nó bị mất nút đít, nút đít chụp dưới này nè, nó bị mất nha, lưu ý giúp em. Nó bắt máy Fuji tem vàng da băng nè, thấy không, hàng carbon nha anh em, fan là fan Fuji phản quang nha, nó fan không có nước chân gì hết. Đó, cây này là chắc 1,8 m quá, nó cứng 30 và 1,8 m nha. Cái dòng rút mini này là cứng 30 là cứng nhất rồi nha anh em, nó không cứng hơn nữa đâu. Đó, cứng 30 và 1,8 m thì cái cây này nó hàng carbon nha. Nó cứng 30 thì cái cây này nó tầm khoảng MH của cần lua mình đó. Nó tương đương khoảng MH cần lua nha. 1,8 m nha anh em, dành cho anh em mà bỏ túi quần rồi đi câu này. Mùa dịch này đi câu là ngay bài luôn á. Mùa dịch này trốn vợ đi câu là ngay bài luôn. Đó. Hàng carbon nha, 30 1,8 m thu gọn cho 30 cm thôi. Cái cân nặng cái này nó bao nhiêu gram đây, cái này cân nặng 130 g nha. Rồi cây này mã số 4 bán anh em giá 500 ngàn, mã số 4. Đó, tiếp theo lên một cây cần cũng là cần rất độc nha, cần ISO nó nè. Đó, cây này còn mới chưa sử dụng, nó còn nằm trong bao luôn nha nè. Đó, cây này cây ISO fan nhỏ nha, ISO fan nhỏ mà rút mini nha. Rồi, cây này thu gọn 50 cm nha nè, đây nè, trên thông số trên cần nè, nó nặng 360 g nè, thu gọn 55 cm nè, nó dài 4,2 m nè, độ cứng số 10 gì nè nha nè, số 10 là 10 lóng hay là cái gì, đọc số 5 đó, ở cây này đọc 5, cũng mới đọc 5 ghê trời, đọc 5 10 lóng hả ta, đọc 5 10 lóng 4,2 m đây, để giảm đếm thử rồi nha. Đó, cây này hàng của NT nha nè, NT thì anh em chơi biết rồi nha, hàng NT chuẩn 100% rồi đi Nhật. Đó, cây này nói chung còn cái bao mà đã qua sử dụng nè, nó có chạy, nó có sờn nè. Đó, bắt máy đọc máy Fuji thì sờn nhưng mà còn rất đẹp nha. Đó, bắt máy đọc máy Fuji nè, NFT 90 rồi 10 gì đó không hiểu nha, 90 10 cái thông số mà em không hiểu lắm nha. Giờ 4,2 m nè, số 10 là chắc 10 lóng. Đó, anh em lưu ý nha, cái dàn khoen này là cái khoen không gỉ sét nha anh em. Đó, cái khoen này là cái khoen không gỉ sét nha. Cầu khoen này nó không có đồng bộ nha anh em. Nó nguyên nhân khoen như này nè, cái chân khoen không rỉ sét nè, lên đây cái khoen Fuji có nó khoen nhựa cho em nha. Đó. Cây này rất độc nha anh em. Hàng phíp nha anh em, cây chất liệu phíp. ISO chất liệu phíp nè. Nó có những cái rinh đầu lóng nha. Đó, nó có những cái rinh đầu lóng luôn á. Để chống anh em nổ cần á, không có anh em về chán chơi ISO thì anh em hạ tay câu cũng rất sướng nha. Có những cái rinh này nè về cương ăn luôn. Đấy, cái rinh này lại là không nổ cần đâu. Không nổ lóng cần nha. Để em test thử coi. Cây này dài nó dài 4,2 m thì cây này cái ngọn nó tầm xuống mấy đây. Cây này có chạy xước nha anh em. Cây này đúng rồi, cây này ngọn nghiêng chảnh số 5 mà đúng rồi nha anh em. Cây này ngọn số 4 số 5 luôn á nha. Đó. Cây này ngọn số 4 số 5 luôn á. Đúng rồi. Số 4 số 5 có cần phíp nha. Hình nó có trầy như thế này đây nha nè, nhưng mà không có vết xước ảnh hưởng đến carbon, ảnh hưởng cái pho nha. Đó, nó có vết sờn, nó sơn cái này nữa nha, nó sơn thôi nha, nó không ảnh hưởng đến pho nha nè. Đó, cây này rất độc nha nè. Rồi, cây này cân nặng của nó là 317 g nha nè. Rồi, cây này mã số số 5, cây mã số 5 bán em giá 400 luôn nha. Đó, mã số 5 giá 400 thì chúng ta bỏ lại sau. Rồi, tiếp theo cũng vẫn là cây NFT nha. Cây này hơi bị cũ, một hôi chất lượng nha nè.
có cái cán này thì nó bị bong tróc hơi nhiều nha. Anh em mà muốn đẹp thì về quét cái sơn là phun sơn lại. Đó, cây này hàng của NT nha, dành cho anh em thích phôi chất lượng nha. Hàng phôi của NT rất chuẩn nha, bắt máy Fuji đó anh em. Cây NT hàng nội địa Nhật nè, NT 2m4 nha, cây này cứng 60-80 vậy nha. Trong hai size đó nha, tại vì cái ngọn khá to, rất cứng nè. Nó cứng 60-80 nha, hàng carbon nha anh em. Hàng carbon phóng gân nha. Anh em nào thích hàng phôi chất lượng á thì lấy cây này về chơi nha, rất sướng, hàng của NT rất sướng nha. Fan là fan Fuji phản quang. Đó, cây này nó hơi cũ nhưng mà chất lượng Nhật nha anh em. Chất lượng hàng NT, hàng đẳng cấp rồi. Đó. Hai khúc cứng 60-80 2m4 nha, giá rẻ nha anh em. Đó, hai khúc hàng nguyên zin nguyên bản luôn. Con cá là nó hơi cũ, nó hơi ngã màu nha. Đó, cây này anh em bán cái này 750 nè. Cây này nó nặng là 330g nha anh em. 330g. Ngọn 3 ly 2. Đó, ngọn 3 ly 2 luôn nha, cứng khoảng 60-80 2 khúc 2m4, hàng carbon của NT sáng gân nha. Đó rồi, cây này 750, mã số 6 nha. Rồi, tiếp theo lên những quý anh em là một cái cần tay đó, anh em thấy cái cán không? Cán như cán bóng chài này không? Đó, những cần đời mới bây giờ nó làm cán như cán bóng chài và bầu xuống này không? Đó, cây này hàng phíp nha anh em. Cây này hàng phíp nha bà con cô bác, phíp đỏ nha. Phíp đỏ mà làm như carbon nè. Đó, hàng phíp đỏ nha, hàng BG, hãng con BG nè. Đó, 4m5 nha. 5 10 lóng. Đây, lóng trong đây cũng còn khá đẹp anh em. Lóng khá đẹp nha, cây là lóng còn khá đẹp nha, lóng còn bóng khá đẹp nha anh em. Ít chạy xước nha, xước mờ lắm nha, xước dâm như dạng xước dâm nhìn kỹ mới thấy nha. Cây này đem test thử nó bao nhiêu hát đây. 4m5 nha anh em. 4m5, cây này hàng phíp bãi Nhật. Rất đẹp nha. Đó, còn khá mới luôn. Rồi, cây này tầm 3H nha anh em. Đó, cây này tầm 3H. Đó, 3H thu gọn 50cm. Dài 4m5 và cân nặng của nó là 204g nha. Rồi, cây này mã số 7 bán em giá 300 luôn nha. Mã số 7 giá 300. Rồi, tiếp theo em lên quý anh em là cây cần. Hai khúc cây này hàng của Sakura nha. Anh em nào chơi cần Nhật sẽ biết nha, hãng của Sakura. Đó, cây này là hàng thủ công nha anh em. Không có một cái Sakura này là hàng thủ công nè. Nó nhớ tiền thân của thằng Yamakasu đó. Như thế nào đó thì cái thông tin đó em cũng nghe một số anh em mà đồng môn chia sẻ đó nha. Nhưng mà chắc chắn cái hàng Sakura này là hàng của hàng làm thủ công nha anh em. Đó. Chất lượng rất tốt nha. Đó, thương hiệu cũng là top 1, top 2 ở bên Nhật Bản trong vừa nha anh em. Cây này cũng hàng carbon nha. Hàng carbon nhưng mà nó có pha một hàm lượng ít chất phíp ở đây nha anh em. Nó carbon nhưng mà nó có pha một ít phíp này, coi carbon pha một ít phíp đây nha. Cái này hàng 2 khúc. Đó, 2 khúc hàng Sakura, bắt máy nó thứ hai bắt máy luôn nè. Một cái bắt máy thứ nhất, một cái bắt máy không gỉ sét nè, bắt máy dặn nhôm không gỉ sét nè, bắt máy thứ hai này nó kẹp vô một máy Fuji đen vô đây nè. Đó. Đó, cây này là fan không gỉ sét luôn nha anh em. Chân fan này không gỉ sét, lưu ý giúp em nha. Cái đầu bu xây 360 luôn á. Đó, cây này á thì như thì anh thấy cái dấu này chắc là nó bị gãy, nó hụt khoảng chừng 40cm vậy nè, 4 xăng nha, hụt khoảng 4 xăng 5cm vậy nha. Lưu ý giúp em, cây này cái ngọn nè, em thấy cái dấu cái ngọn này nó dán che chỗ này, chắc em nghĩ là nó gãy cái ngọn một tí đó. Nó gãy cái ngọn khoảng nhiêu đây nè, nó tầm 3-4cm vậy nè. Để em test thử cây này cứng cao không nha, cây này 2 khúc mà nó dài bao nhiêu. Em dẫn vô, cây cần quá thì chắc chưa chặt. Cần chắc lội luôn. Cái chiều dài hiện tại của nó là còn 1, 2, 3, 4, 5, còn đúng 3 mét luôn nha anh em. Cây này nó còn đúng 3 mét luôn á. 1, 2, 3, 4, 5, đúng 3 mét, chuẩn 3 mét luôn nha. Cây này còn chuẩn 3 mét luôn á. Có thể là trên đó nó không có phai chảy đâu mà nó thiết kế dễ như nè. Còn chuẩn 3 mét luôn á. Chuẩn 3 mét luôn á. Chắc nó thiết kế vậy nha anh em ơi. Chắc ngọn không có gãy đâu nha. Trong này nó dán keo gia cố thêm á, em đo chuẩn 3 mét luôn á, đo nó đúng 6 u gạch đó, 5 u gạch, u gạch với em 60 rồi, ra 3 mét chuẩn luôn á. Nó độ cứng hả, quên đo độ cứng 3 mét, khúc 3 mét. Cây này đi cứng cả trăm á nha. Cây này cứng tầm cả trăm á nha anh em, 80-100 nha, chắc cứng cả trăm luôn á. Đó, lưu ý giúp em, cây này cứng tầm cả trăm luôn á. Cân nặng của nó là 8
835g nha. Đó, cây này hạng nặng nha anh em, 835g. Nhìn cái đầu bu rồi biết rồi, ngọn nó là 4,5 ly luôn nha. Đó, ngọn 4,5 ly là ngọn to chà bá luôn nha, 2 ft 3 m nha. Đó, hàng thương hiệu nha, hàng thương hiệu chất lượng là nhất nhì Nhật Bản đó, Sakura đó. Rồi cây này mã số 8 bán em giá 700 nha, số 8 giá 700. Rồi tiếp theo em gửi quý anh em là một cái cần 3 khúc hàng carbon nha. Cây này nó gần như là mới luôn á, gần như mới, nó hàng trong nó không có cái hộp thôi nha, mà nó còn cái bao giấy ở trong, nó còn cái bao vỏ ngoài với giấy lọc ở trong rồi nha. Cây này 3 khúc đó, nó chỉ thiếu cái hộp thôi nha, nó rất mới nha, cực kỳ mới luôn nha nè, cực kỳ mới luôn nha. Đó, cây này hãng của anh Phát Tắc Cồ nè, rất đẹp nha nè, cái phen còn bóng hới luôn nè, bắt máy Fuji tem vàng da băng luôn, trắng mút cứng này và cao cấp, bắt máy Fuji tem vàng da băng, phen cũng là phen Fuji luôn nha nè, còn rất đẹp, trắng mút và cao cấp luôn, tem vàng luôn. Đó, cây này gần như là chưa sử dụng nữa nha, cứng 50 và 3 mét nha. Đó, cái chỗ này chắc do kéo vô nè, mình bỏ chung một cái bao cần nữa đó, nó chật á, thì mình rút mấy cái phen này nó cọ vô đây nè. Đó, cái vết này là cái vết cọ của phen này nha, nó sờn ít nước sơn cái này nha, nói chung là gần như chưa sử dụng đó. Phen là phen Fuji hàng 3 khúc em thấy không, hàng 3 khúc rất đẹp nha, 3 khúc cứng 50 và 3 mét nha. Đó, cứng 50 và 3 mét rất đẹp luôn. Cây này cân nặng của nó là 360g nha anh em, cứng 50 và 3 m, 360g và ngọn nó là 3 ly nha. Rồi cây này mã số 9 bán em giá 1 triệu nha, mã số 9 giá 1 triệu. Rồi tiếp theo em gửi đến quý anh em là một cái cần lua nha, một cái cần lua 3 khúc, cái hàng Nhật nha anh em, hàng quốc mới luôn, cán bằng mà anh em nhìn ra đây để biết gần như là ít câu hoặc là chưa câu luôn nha, cán bằng mới chát luôn, cán bằng này mà anh em xuống nước rồi nhìn sẽ ố đen liền à. Nó bắt máy đọc máy Fuji tem vàng carbon, bắt máy Fuji carbon tem vàng luôn, nó cán bằng đó, 3 khúc rất đẹp nha, cây này rất mới luôn, cực kỳ mới luôn, cây này giống như là chưa xuống nước như nè, nó hàng 3 khúc gần như chưa xuống nước luôn như nè, rất đẹp nha nè, nó lưu ý giúp em. Đó, cây này cũng khá hiếm nha, cây này hàng của Ryobi nha em, hàng Nhật của Ryobi nè, bài Ryobi đó, 3 khúc dài 3m3 nha nè, và size của nó là H nha, độ cứng H nha, 3 khúc 3m3 size H, nó size H nó tải cá chắc cỡ 8g nha, mà cần dạng lua gần chắc nó tải cả 5-6g gì đó, để trong cái khoảng đó nha, cây này 3m3 là lua gần rồi đó, nhưng mà anh em vẫn quýnh nhau ở trong mình quýnh rung cá vuông cá ruộng là vẫn bình thường ok nha nè, khoen là khoen cua xích hai chân nha, còn lua nè, còn lua mà khoen xích hai chân nha, cây này gần như là chưa xuống nước luôn á, nó khoen xích hai chân nha nè, rất độc đáo nha, rất đẹp luôn á, cây cần rất đẹp rất mới luôn á, toàn bộ là khoen hai chân hết, khoen cua xích hết luôn đó, 3 khúc 3m3 size H, cân nặng nó 315g nha nè, 315g và ngọn của nó là 2 ly 2 quá, còn 2 ly 2 ly 1. Đó, rồi cây này mã số 10 giá 1,7 triệu nha, mã số 10 giá 1,7 triệu nha. Rồi tiếp theo em lên cho anh em một cái cần 2 khúc nha, họ một cũng có hãng Ryobi hàng Nhật luôn nha anh em, cái cần cũng rất đẹp luôn. Rất đẹp như nè, nhìn cái tay cầm này, thiết kế nè, ác đạn không, rất là chắc chắn nè, cũng gần như là mới chưa sử dụng, bắt máy Fuji tem vàng da băng này, thấy không, da băng nè, Fuji tem vàng da băng, cán mút Eva cao cấp, nó có sọc chỉ đỏ nè, tem Nhật nha, đó tem vàng Nhật nè, cứng 80 nha nè, độ cứng cao nha, cứng 80 và 27 nha, dòng mà dòng super carbonic nha, nó dòng cao cấp của thằng Ryobi nha, carbon sắn gân này nè, thấy không, sắn gân cuồn cuộn luôn. Đó, cây này cũng gần như là chưa xuống nước nha nè, rất mới nha, gần như chưa xuống nước được, cái đầu bu trong sắn luôn nè, thấy không. Phen Fuji, phen Fuji chân đen nha, phen Fuji chân đen rất đẹp nha nè, cứng 80 luôn nha, cứng 80 và 2m7 nha, thân nhỏ gọn nha, cây này chắc cũng nhẹ đó, cây này về anh em lấy phôi, anh em làm phôi quấn cá lóc cũng rất ngon, rất sướng nha, tại vì cái phen này hơi nhỏ, quấn cá lóc nó sẽ hạn chế ra dây đó, nó quấn cá lóc về làm phen lại
rất đẹp, rất mới luôn nha anh em. Sống gân carbon hay da hàng Nhật nha, ruby. Cây này nó nặng là 370 g, cứng 80 độ cứng cao nha, 370 g. Cây này ngọn nó là 3 ly, cây này ngọn 3 ly nha. Rồi cây này mã số 3 ly, cái thân gốc này 20 nha anh em, thân gốc 20, gốc nhỏ ngọn nha, gốc này 20. Đó. Cây này mã số 11, anh em giá 1,1 triệu nha, mã số 11 giá 1,1 triệu, rất đẹp luôn á. Rồi tiếp theo em lên cho anh em một cái cần tay, nó cái cần tay chất liệu là phíp nha, cái cần tay chất liệu phíp, cái này hàng của Shimano nè, đó Shimano nha, Shimano 4,5 mét chất liệu phíp nha anh em. Cái này lóng dài, nó ngoại hình nói chung là nó có đóng bụi, nó có xước sát, nó có sờn nha anh em, nó có đóng bụi, có xước sát, nó có sờn. Cây này cái đầu bu cọc dây nó bị ruột nha, nó không có gãy nha anh em, đó anh em thấy gì lột cũng trắng nè. Đó, cái này là do nó bị ruột ra nha. Nó về anh em cọc lại nha, cái đầu mà để cọc dây á. Đó, cây này 4,5 mét. 4,5 mét, cây này nó tầm đó, cây này cũng tầm 2H nha nè. Cây này tầm 2H nha, hàng Shimano 4,5 mét, tầm 2H gì đó, 2,5 mét gì đó. Lóng dài. Rồi cây này nó nặng 200 g. Rồi cây này mã số 12 giá 300. Rồi tiếp theo em lên cho anh em một cái cần tay chất liệu phíp lông lở luôn nha anh em. Cây này hàng Nhật mà có đồng số nữa, dài 3m8 hay 4m8 gì, dài 3m8 nha anh em. Đó, cây này dài 3m8 nha, lông lở nha, thu gọn này chắc 6, thu gọn 75 cm. Đó, chất liệu phíp nha, hàng Nhật nha, lông lở thu gọn 75 cm. Cây này chất độ cũng cao nè. Đó, cây này được cái là nó có mấy cái đầu zin chống sắn nè, chống nổ cần, mấy cái đầu này thấy không, em thấy không, nó có mấy cái rin đầu lóng nè, chống nổ nè. Cây này cũng như cây kia, nó có vết sờn như nè, có vết sờn, vết trầy và có đống bụi rồi nha. Chất liệu là phíp và hàng là hàng Nhật nha em, này Nhật vải không à. Để em test thử độ cứng bao nhiêu nha. Cây này độ cứng cũng vậy, cũng giống như cây kia nha, cũng như cây vừa rồi tầm 2,5 nha. Nó được cái nó có mấy cái đầu là cái đầu rim đầu lóng, nó chống nổ cần nha, 2,5 mét. Nó dài 3,8 mét. Cây này nó cân nặng là 282 g. Rồi cây này mã số 13 giá cũng 300 ngàn nha, mã số 13 giá cũng 300. Rồi tiếp theo em lên cây này nó còn luôn cái bao nha em, nó cái bao đỏ là của nó luôn nha, nó cái bao đỏ là của nó luôn. Quá. Em không bị Covid đâu nha anh em, yên tâm anh em ơi. Bị Covid chắc bây giờ màu xanh này nha. Em cứ ho cặc 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 như vậy đó. Cây này còn luôn cái bao mà rất đẹp nha anh em. Đó, cán mướt liền nha. Nó dòng Order Passion. Order Sport này, bắt máy Fuji nè, Fuji sọc xanh nó như em chia sẻ với anh em á. Những cái bắt máy nào mà Fuji có sọc xanh là đa số là những cái cần đó là cần tốt nha, rất tốt nha. Nó mới xài cái bắt xanh này nha anh em. Đó, cán mướt đây, và cây này độ cứng cao là cứng 80 và 3,6 luôn nha anh em. Đó, cứng 80 và 3,6 3 khúc nha. Cây này hãng của Olympic nha anh em. Olympic dòng Testa. Đó, dòng Testa Olympic nè. Đó, cây này hàng nội địa Nhật luôn nha. Em Nhật nè. Đó, fan là fan Fuji, bắt máy con Fuji luôn. Đó, fan Fuji chân đen nha anh em. Fan Fuji chân đen và cái đầu hỗ trợ đầu bu lộ bu full ship nha. Đó, cây này nói chung cũng rất mới, rất đẹp, nhưng mà có một cái là nó cái chân phen nó đóng nước mặn nè, đóng ten nè. Cây này về anh em chùi lại giúp em nha, cây này chắc nó công nước mặn về rồi nó không có chịu rửa nè, rồi nó bỏ luôn tới giờ rồi nó nhặt vải Việt Nam bán nè. Nè, kho rất đẹp nha, kho rất đẹp, kho gần như mới luôn á, nhưng mà chỉ có chân phen là nó đóng, nó chắc là này là nó câu nước mặn 1-2 lần gì đó, về nó bỏ luôn tới giờ đó. Thì anh em lưu ý giúp em nha, cây này về anh em xịt BG7 anh em chùi vô là cây này sẽ như mới luôn á, rất đẹp luôn á nha. Màu trắng nó pha nó rất đẹp luôn á. Cây này ý mà em chưa lau chùi nó còn cái này á, lau chùi nữa nó mới đẹp cỡ nào luôn á, nên lưu ý nha, về chịu có vệ sinh chân phen giúp em. Rồi cây này á là cứng 80 được, cứng cao luôn nha em, cứng 80 và 36 3 phút nha. Cây này nó cân nặng là 420 g, 420 g và ngọn là 2,5 ly nha em. Nó ngọn 2,5 ly, cây nó còn một cái bao nha,
Rồi cây này mã số là 14, giá 1 triệu mốt nha. Mã số 14 giá 1 triệu mốt nha nè. Còn những cái bao này của nó đó. Rồi tiếp theo lên cây này, cũng là cây này cũng còn cái bao luôn nha. Cái bao đai qua chính hãng của nó nha, là cái bao này. Đó. Cây này lúc trước em bán mấy cây mà anh em mua không kịp nè, để cơ hội cho anh em người sau mua nha. Cái lượt trước em về em có một cây, em nhớ một cây cũng giống như đây nè. À, như 2 khúc hay 3 khúc gì đó. Thì anh kia anh mua rồi. Rồi anh em nào mà mua chậm gì đó, mua không kịp thì tranh thủ mua cây này nha. Cây này là hàng nội địa Nhật 100% nha. Đó, anh cái cán nha, cái dòng này nè. Nó có dòng Hodolock này nè, Hodolock mà dòng này là cái cán hơi dẹp dẹp nha anh em. Em lưu ý cho em cái cán nha, không phải bị lỗi nha anh em. Đó, đặc thù cái cán của nó nè, dòng Daiwa nè, thấy không? Cây này là hàng chuẩn nội địa Nhật 100% rồi, không phải suy nghĩ rồi. Nè, xoắn ít gân nè, hay da nè. Hàng cũng Daiwa nè, thấy không? Rất mới nè. Cái cán này nó dẹp dẹp nha anh em. Ui, cái tem này nó muốn rớt rồi. Đó. Cái cán dẹp dẹp nè, hàng xoắn ít xoắn gân nè. Đó, bắt máy Fuji đem vàng da băng carbon nha. Nói chung cây này cũng rất đẹp nha nè, nhưng mà nó có đống bụi nè. Em nên em muốn đẹp hơn nữa thì về chù lại giúp em. Nó cứng 50 và 3 m 3 khúc nha anh em. Xoắn ít hay da dòng carbon whisker nè. Để có cái ngọn nè. Xoắn ít tới ngọn luôn nha. Nó xoắn hay da tới ngọn rất đẹp nha anh em. Cây này còn cái bao luôn đó. Máy Fuji thêm vàng da băng, anh em là thích hàng rồi đi Nhật vừa chơi vừa sưu tầm rồi lấy cây này nha, cây này còn mới nữa nè, này con ít hai da ba khúc, 50 và 3 mét, cây này là fan Fuji nha, nó hỗ trợ đầu bu Fuji môi chè nè, nó đầu bu Fuji môi chè, rất đẹp nha anh em là đợt trước mà mua không kịp cái này thì giờ nhanh tranh thủ nha. Rồi cây này cân nặng là 380 g nha. Đó, 3 khúc 3 mét, nói chung cũng khá gọn á. 3 khúc 3 mét cứng 50. Ngọn ngọn cái này to nha, cái này ngọn 3 ly luôn nha anh em. Đó, vậy cái ngọn sắn gân nhìn khá to luôn, thấy không? Rồi, cây này mã số là 15. 15 cây này bán anh em giá 1 triệu rưỡi thôi nha. Đó. Giá 1 triệu rưỡi cho anh em mình nhanh tay nha. Mã số 15 giá 1 triệu rưỡi. Rồi, tiếp theo lên cho quý anh em là một cây cần 2 khúc. Hàng bảo lực nha. Cây này cũng dễ hàng carbon nha anh em. Đó, cây này hàng carbon nhưng mà nó có pha một ít phíp trong đây nha. Hàng carbon nhưng mà pha một ít phíp. Cây này hàng Nhật nội địa nha. Đó, bắt máy thấp nha nè. Từ bắt máy lên đây có 20 xăng nè. Tới đây hai gang em là 20 nè. Đó, khoảng 25 cm nha. Bắt máy thấp nè. Đó, quán Fuji đem vàng da băng luôn á. Cây này hàng bạo lực nha. 2 khúc. Độ cứng 300 nha nè. Đó, cứng 200, 300. Thường thường như vậy là nó sức cứng 300. 2 khúc 2m4 nha. Nó có luôn cái cùm ở đây nè. Nó có cái cùm ở đây em để luôn cho anh em về. Anh em nào xài thì xài, không xài thì gỡ ra nha. Đó, tại vì em cái cùm nó cũng không có xài nữa, cái cùm có số series rồi đầy đủ nha, cái cùm của Nhật này anh em mua, nếu mà anh em bỏ tiền mua tới con 100-200 ngàn vậy đó nha, anh em để đây luôn cho anh em luôn, cứng 300 và 2m4 siêu bạo lực nha, fan Fuji biển nha, đó, fan Fuji biển nha, bạo lực, đó, fan Fuji biển, 2 khúc nha nè, hàng carbon nhưng có pha chất liệu fit đây nha, có pha một ít fit trong đây, nó dành cho anh em quấn bạo lực nha nè, 2 khúc, 2m4 nó dành cho anh em quýnh biển đâu nha, cứng 300 luôn nha, cứng cực kỳ cao nha, cân nặng của nó là 640 g, ngọn to đùng, ngọn 5 ly mấy luôn nha, ngọn hơn 5 ly luôn á. Rồi cây này mã số 16 giá 950, rẻ như cho luôn, 950. Rồi tiếp theo em lên cũng là một cái cần bạo lực nha nè. Đó, cây này độ cứng 400 luôn nha, khỏi có suy nghĩ nha, dành cho anh em con máy điện đâu đó, câu khơi rồi đó. Cây này cái cán cắm nha nè. Đó, cái cán cắm thì anh em là chuyên quýnh bạo lực sẽ biết. Cái cán cắm như thế này đây. Đó, còn cái ngọn trên là một khúc nha. Thôi. Cái cây này á hàng carbon nha anh em. Đó, độ cứng 400 và 2m1 nè. Độ cứng 400 và 2m1. Nó dòng siêu bạo lực nha, cứng 400 luôn. Còn cái ngọn một khúc. Đó, cây này hàng của Made in Korea nha, sản xuất tại Korea, sản xuất tại Dương Nhật. Đó, cây này á là hàng sắn hai da nha anh em thấy nè. Anh em có thể thấy ông phấn hai da nha, phen phen Fuji cầu biển nha, full nguyên bộ phen cầu biển luôn. Đó, trên này sắn caro hai da nè, đó, nguyên bộ phen Fuji cầu biển hết. Đó, cứng 400 luôn nha nè, nó hỗ trợ đầu bu xích to đùng luôn nha. Đó, cái phen như này là phen chân quỳ Fuji xám nè, cầu biển. Còn đầu bu Fuji xích luôn. Đó, đầu cứng 400 nha, cái này cắm gốc, cứng 400 luôn nha.
nó dành cho anh em câu máy điện rồi đó, câu khơ rồi đó. Mấy cây này giá không hề rẻ đâu, ngọn 5 ly nha nè, ngọn 5 ly. Những cây này anh em muốn mua, mua hàng, mua cây này mới anh em mua không nổi đâu, 5-7 triệu, chục triệu thì mới mua được. Còn cây này hàng bãi bán giá rẻ nha. Cây này á, thì có cái gốc chỗ này nha anh em, cái gốc vận chuyển về nó bị cấn, nó hơi cong nè, anh em thấy thấy nè, cái gốc này nó cong về, anh em mà câu thì anh em bẻ lên cho em nha. Vận chuyển về hàng Nhật, vận chuyển về nó bị cong nha, nó cong nhẹ một tí nè, anh thấy nè. Đó. Còn lại là không lỗi lầm nha, rất cứng nha, em đập cung cung cây này, giờ đập nước đá gầm gầm còn không gãy nữa nha. Đó, anh em về uống lại giùm em. Đó, nó còn cái cắm gốc nha, đa số cây này về nó còn cái cù lắng vậy thôi, nó không có gốc đâu. Cây này nó còn cái gốc cũng rất là hên nha. Hàng mét mốt và cứng 400 luôn á, còn 5 ly nha, hàng carbon sắn hay da luôn nha. Rồi, cây này mã số 17 bán em giá 2 triệu nha. Mã số 17 bán anh em giá 2 triệu thôi. Anh em nào mà chuẩn bị đi Phú Yên đi khơi rồi đó, còn máy điện rồi thì mua cây này về nha. Tại vì những cây này anh em mua không có giá 2 triệu nổi đâu, chỉ có giá hàng bãi bên em bán có giá 2 triệu thôi. Rồi, tiếp theo lên cây này rất là hàng độc, rất là độc đáo nha. Đó, cây này em chả biết nó câu có thể lộ gì luôn, 2 khúc nhưng mà 2 khúc lỡ nè. Em thấy không? Hàng nguyên bản nha nè, không có gãy, không sức mẻ chứ nha. Đó, em về tới hai cây nó thiết kế giống hệt luôn nè. Đó. Khúc gốc này ngắn một chút nè. Đó, ngọn cái phôi này là cái phôi của Shimano nha nè. Cái phôi sáng nít này là của Shimano nha. Đó. Không có thông số gì chứ. Không có thông số, không có gì hết. Cây này em nghĩ là nó đặt thằng hãng Shimano làm theo yêu cầu của nó nè. Ngược đời lạ lùng lắm. Hàng carbon nha nè, một con phôi màu xanh hơn rêu nha, rất đẹp nha. Hàng sáng nít tới ngọn này nó đây thấy nè. Nó xong ít tới ngọn luôn nha, thằng Fuji hết, nó xong ít tới ngọn luôn. Đó, cây thể lộ kỳ cục, hai khúc thì hai khúc đều cho người ta đi, hai khúc lỡ anh em có thể thấy nè, nó cái ngọn nè nó tới đây thôi, còn dư khúc gốc cái này nè, nó nhưng mà hàng nguyên bản 100%. Để em tháp vô em ước thử coi nó đo thử ô gạch nó dài bao nhiêu mét. Cái phôi này phôi em nghĩ là phôi của thằng Shimano vậy nha nè, sắp tiếp đúng không, phôi của Shimano nha. Nhìn cái lỗ kỳ cục nghiệp, cái câu những cái không hiểu nổi. 1 2 3 4 5 3 mét, cây này 3 mét 3 luôn nha nè, chuẩn 3 mét 3 nha. 3 mét 3 thì cây này nếu mà tính là cần lua thì nó chắc tầm ML thôi nha nè, ngọn to nhưng mà cái này thuộc dạng dẻo nha, hơi dẻo, cái phôi nó hơi dẻo nha. Nó dạng câu cái gì em cũng chả hiểu nổi nữa, lua ghê, con gền câu gì đó. Thì anh em nào mà ở vùng biển anh em câu thì cảm thấy thích hợp cho anh em câu nha. Cây này thì em thua, em không biết thể loại gì nên em không có tư vấn được đó. Hoặc anh em sưu tầm thì anh em mua về chơi nha, thấy cái phôi Shimano sáng ít này về chơi nha. 3 mét 3, cái ngọn to đùng luôn nè, ngọn này là hơn 3 ly luôn á, nhưng mà nếu mà so với cần lua nó chỉ cỡ ML đúng rồi, ngọn 3 ly 2 luôn đó, ngọn 3 ly 2, 3 mét 3 nha anh em, hai khúc nó lỡ gì đó nha. Rồi anh em nào chơi thì hàng như thế này đâu nè, bắt máy nó còn luôn cái màng bọc nó ít sử dụng lắm nha. Đó, nè, tay cầm nó còn luôn cái màng bọc nó chưa bung nữa nha. Máy Fuji đem vàng da băng đàng hoàng luôn nè. Đó. Rồi, cây này kìa, cân nặng đem cân nặng thử nó bao nhiêu nha. g đúng nha anh em, cân nặng đúng 400 g. Rồi cây này mã số 18 giá 1,2 triệu nha, vừa chơi vừa sưu tầm nha. Anh em nào vùng biển anh em có thể câu thể loại nào đó thì anh em lấy nha. Đó, 1,2 triệu. Rồi, tiếp theo lên cho anh em cái cần rất đẹp nha. Cây này hãng của anh Alpha Tico sắn bao lớp nha. Sắn kiểu bao lớp hãng Alpha Tico rất mới, rất đẹp luôn. Đó, bắt máy Fuji sọc xanh giữa này thấy không? Đó, sắn là sắn bao lớp hai da nha nè. Chân khoen thì nó có đóng muối nha, đóng muối bị sét nên là về chưa có vệ sinh lại giúp em, còn cái phôi rất đẹp nè. Đầu cứng 50 và 2m7 nha. Cây này hàng của Korea, sản xuất tại Korea và xuất thị trường Nhật nha. Hãng Anh Hoa tới còn hãng của Nhật. Nó cần rất đẹp nha anh em. Cần rất đẹp luôn, rất mới là khá mới luôn. Nó khoen khoen Fuji hết nha. Khoen Fuji, bắt máy Fuji. Bắt máy Fuji xanh luôn á. Nó khoen Fuji. Là chân khoen nó có đóng ten nha, có con nước mặn á. Đa số cần Nhật cũng không nước mặn, nó không ngọt đâu. Nó về anh em chưa có vệ sinh chân khoen lại giúp em. Nó còn phôi rất đẹp, rất mới nha. Nó hai khúc cứng 50 và 2m7 nha nè. Nó cân nặng của cây này 340 g nha. Cân nặng 340 g. Hai khúc 2m7 cứng 50. Họn là họn 2 ly nha, 2 ly 2 nha nè. Đó.
Rồi cây này mã số 19 bán em giá 1,3 triệu nha, mã số 19 giá 1,3 triệu. Rồi tiếp theo em lên cho quý anh em một cái cần Daiwa Kenzaki nha. Đó, cây này cây cuối cùng trong một sưu tập của em nè, Daiwa Kenzaki. Daiwa Kenzaki chuẩn nội địa nhập 100% nha, cán là cán gỗ nè, Daiwa nè, cây cũng khá mới á, carbon sáng gần hai da nha nè, bắt máy Daiwa, Fuji Daiwa luôn, bắt máy xịn luôn á, cán tay cầm nè, cán này cán mút cứng nè, không sợ hương nha. Đó nè, những cái dòng rinh anh em thấy không, những cái dòng rinh quả tiết qua dân nè, giống hình cái kia đó, hai cái rinh anh em nhìn đó. Carbon là xoắn gân hai da nha nè, lưu ý giúp em, nó cứng 120 và 2m7 nha, hàng carbon xoắn gân nha, Daiwa Kenzaki nó cứng 120 và 2m7, hàng carbon xoắn gân, cần cũng khá đẹp đúng không, fan là fan Fuji và phản quang nha, đó, fan Fuji phản quang. Đó, anh em nằm thiếu cây 2m7 thì mua về cho đủ bộ sưu tập nha, đầu cứng cao luôn, cứng 120 và 2m7 rất mới nha, khá mới khá đẹp luôn á, Daiwa Kenzaki hàng carbon. Rồi cây này cân nặng của nó là 515g, 4 ly, cứng 120, 2m7. Rồi cây này mã số là 20 giá 1,5 triệu nha, mã số 20 giá 1,5 triệu. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em một cái cần rất một cái cần rất độc nha, trước giờ mới thấy không biết cái này làm gì trời, làm cái tay cầm cây súng gì nè, nó chốt gà nè, cái này nó dính liền trên cần nha anh em, không gỡ ra được nha, em không biết gỡ được hay không, nhưng mà nó cái này nó có cái chốt gà nè, nó có cái ngàm, nó có chốt gà nha. Đó, cây này cũng hàng xịn nha anh em, nó hàng Nhật hàng xịn nha, tách fader gì nè, rồi cây này cũng rất đẹp luôn á, carbon methanol nè, nó có cái này rất đã nè, bắt máy Fuji đem vàng da băng nè, bắt máy gòn luôn đó, cái hút Eva nè, cây này hai khúc độ cứng cao luôn nha nè, hai khúc độ cứng 120 và 2m7 nha, độ cứng rất cao đó, fan là fan lower đời mới nha nè, lower seat luôn nha, cây này fan lower seat đời mới nha, đó đầu bu chống xoắn nè, bu chống xoắn hai khúc nha, hai khúc 2m7 cột cứng 120, phe full six có định vị đầu lõm nữa nè, cần rất đẹp nha em, nói chung là cần rất đẹp nha, một màu xanh, cây này mà lau chùi là nó đẹp dữ trời lắm á, thiết kế rất lạ nha, nó cứng 120, 2m7 đâu cứng rất cao nha, đó full Fuji hết, hàng Nhật cứng 120 và 2m7 rất đẹp luôn. Rồi cây này cân nặng của nó là 430g nha nè, 430g, cây này ngọn nó là chỉ có 2 ly 2 ly 1 nha nè, nó ngọn 2 ly 1 mà cứng 120 nha, cái ngọn này ngọn carbon liền không có tháp nha nè, nó ngọn này ngọn carbon liền không có tháp nha, nó cứng 120 và 2m7 nha, rất đẹp, thì cần rất đẹp luôn, thiết kế nè. Rồi cây này mã số 21 bán anh em giá 1,6 triệu nha, mã số 21 giá 1,6 triệu. Rồi tiếp theo em lên quý anh em là cái cần 3 khúc nha, bữa giúp anh nào hỏi kiếm cây mà 3 khúc hàng đẹp nè, em lên cái này 3 khúc 36 hàng đẹp luôn, siêu đẹp luôn nha. Nó cán gỗ nè, cán bằng, cây cán bằng gần như là chưa sử dụng nha, ít sử dụng lắm nha, cán bằng rất là sạch, rất là đẹp nha, thôi cũng rất đẹp luôn á, bắt máy Fuji tem vàng carbon nha, bắt máy này bằng carbon nha nè, còn luôn cái đai quấn cần em để luôn nè. Đó, cây này hàng hãng của Olympic nha, cây này hàng Nhật nha nè, fan full seat chân đen luôn á, seat nằm xuống luôn á, cứng 50 và 36 vừa trước anh là kiếm này. Dòng này dòng cao cấp nha nè, top level luôn này thấy không, nó dòng top level của thằng Olympic luôn nè, Calonet nè, cái này rất mới rất đẹp nha nè, nó 3 khúc nha, hàng carbon nha nè, carbon full nhằn fan full seat luôn nha, nó full nhằn fan đầu bu seat môi trề, fan còn lại fan seat nồng súng nha, không có reset nha, rất đẹp nha nè, cái này rất đẹp nha, cứng 53 khúc 36 nha nè, nó rất đẹp luôn á, vừa chơi vừa sưu tầm nha, anh em thấy không, rất đẹp rất mới luôn á, hàng Nhật nha, 3 khúc 36, cây này cân nặng của nó là 547g, chắc 550g đó, ngọn to đùng, ngọn 3 ly 2 3 ly 5 luôn nha, 3 ly 2 nha đó. Rồi cây này mã số 22 giá 1,5 triệu nha nè, mã số 22 giá 1,5 triệu. Rồi tiếp theo em lên cho anh em một cái cần lua VIP nha, cây này thì em sẽ bán giá rẻ nha nè, đó một cái cần lua đời mới lua VIP nha, hàng carbon sắn quay bông nè, em thấy không, carbon sắn quay bông sắn hai da nè, bắt máy hãng của nó nè, bắt máy Fuji hãng nè, cây này hàng của nó chung có hàng xịn, hàng cao cấp nha nè, rin của nó nè,
Golden Mint nha, Golden Mint. Đây cái thông số trên cần đây. Thành cái con sắn nó phơi bông đời mới nha. Đó, 9,8 là nó gần 3 mét nha anh em. Nó lùa từ 10 đến 30 gram luôn á, tải cá mà. Thì be từ 1 đến 2 nha, tầm 6 đến 10 kg nha, từ 6 cho đến 10 kg nha. Đó, trên đây là sắn hai da nè anh em thấy nè. Sắn hai da này nha. Fan là fan full ship hết nha, tất cả đều là fan full ship đời mới nha anh em. Đó, tất cả đây cái này là sắn bông, sắn phơi bông hai da nha, toàn bộ là fan full ship đời mới, đầu bu ship chúng sắn luôn. Thì cây này nó có một cái lỗ chỗ này á, đây chỗ này chắc nó bị gãy hay sao nữa nè, thấy không, cây này cái lỗ hấp chỗ này nó cũng gãy luôn rồi. Cây này về cho anh em thầy thợ nha, hoặc là anh em nào về độ sửa lại nha. Thì anh thay vì đến hai khúc thì anh em về làm thì thành ba khúc nha, hai khúc góc lở vậy nè, nó cái ngọn như đây. Thì anh em về anh em độ hoặc là anh em vút cho nó chết vô đây luôn, em lại làm đi nữa nha. Thì em bán giá là 1 triệu nha anh em. Cây này nó bán giá cho bộ khoen anh mua cũng 850-900 rồi, bộ khoen full ship đời mới cần luôn nè. Anh em mua về anh em cũng phải 800-900 rồi, nhưng mà anh em cần dựng anh em sẽ biết giá đó. Nên em bán cây này giá 1 triệu nha. Cái chỗ này thì dễ xử lý lắm, làm lại nên câu vô tư nha. Chỗ này nó nằm cái chỗ này không ảnh hưởng nhiều nha. Đó, tôi cần lua vip nha, là 3 mét, độ tải từ 10 đến 30 gram, độ tải cao luôn nha. Rồi cây này mã số 23 giá 1 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo cuối cùng, cây cuối cùng trong video hôm nay là một cái cần tay nha. Đó, một cái cần tay carbon nha anh em, một cần tay carbon lóng dài hàng siêu bạo lực nha. Tính tầm 8H nha anh em, cây này hàng Nhật nha. Đó, cây này em phải mở lát lên cho anh em xem để thấy cái sóng hai da của nó. Đó, nó sắn caro hai da nè, thấy không? Cái này hàng carbon hàng Nhật nè. Đó, 8m1 nha anh em, 8m1 và nó cứng 8H nha, nó thẳng tắp luôn á, cái góc nó hơi to nha anh em. Đó, thì anh em nè, đây sóng hai da đó, anh em có thể thấy nè, nó có vết sờn, thấy không? Cúp cũng được, nó có vết sờn nè. Có vết sọc, nó có vết xước nha nè, nhưng mà không ảnh hưởng đến phôi nha. Nó cần như thế, em sẽ quay chi tiết cho anh em xem cho anh em dễ chú ý. Cây này cũng bạo lực, nó về cái quấn chỉ độc lóng này nữa là chơi tạt ga luôn nha nè. Cái lóng này nó có vết nứt nhẹ chỗ này nè, nó sợ là nó quấn chỉ lên nè, nó bọn nhật tới giờ thì anh em muốn chắc ăn luôn nữa. Thì anh em cứ quấn hết chỉ độc lóng hết về là chơi bạo lực luôn, có sắn caro tới ngọn luôn. Đây cái ngọn khá to nha nè, ngọn chắc cả ly tư ly rưỡi vậy nghe nè. Đó, ngọn lông phụng nha, cái này là ngọn lông phụng. Đó, ngọn cũng sắn hai da luôn nè. Đó, cây này 8m1, độ cứng rơi vào tầm khoảng 8H nha nè, 8H thẳng tắp luôn nha. Đó, cái thông số chi tiết cây này nặng 539 gram, độ cứng 8H nha, 8m1. Cái góc của nó để mình đo trước, cái góc còn lên tới 34 nha nè, góc 34 góc hơi to nha, thu gọn là 1,2 nha nè. Đó, rồi cây này mã cuối cùng trong video hôm nay là mã 24, bán em giá 1,6 triệu nha, mã 24 giá 1,6 triệu. Đó, thì hôm nay là tất cả những cái video hôm nay là 24 mã cần nha. Anh em nào chốt đơn thì chốt qua số điện thoại Zalo của em là 0919192035 nha, chỉ ưu tiên chốt qua số điện thoại và Zalo thôi. Đó, thì video này lên, em lên video hôm nay chắc em phải nghỉ vài ngày nha, tại vì ngày mai hẹn em về đâu mấy ngàn món nữa. Đó, mà bây giờ dịch bệnh không có người làm phụ một mình hết, nên chắc em em nghỉ lên video vài ngày nha, để em làm cái lô hàng mới về. Nhà còn cá đóng kìa, mà hàng Nhật em về nhiều dữ lắm nha anh em. Đó, thì anh em mua hàng bên em thì em đảm bảo không bao giờ tham của ai một đồng nào hết, trước giờ sòng phẳng. Đó, chưa bao giờ biết tham của ai ngàn nào hết. Hàng này về có trong tay mới bán, chứ không có vụ mà lấy hàng hình ảnh trôi nổi bán nè, chơi đồ dê bán thịt chó đâu. Hàng sòng phẳng hình ảnh hết, anh em nào vẫn mua vừa bán, thích thì mua, không thích thì xem vui chơi cũng được, hoặc là mua hàng ở những nơi nào hợp với mình thì đó. Em trước giờ em chưa ép ai mua hàng với em bao giờ hết, chưa bao giờ ép và không bao giờ ép, và sau này cũng vậy, không ép ai mua hàng hết. Anh em tự nguyện, đôi bên cùng có lợi, song phương. Nên em cũng biết chứ bộ, cái này là cái bây giờ mạng xã hội, anh em thầy mạng xã hội bây giờ thì biết rồi, biết bao nhiêu người bán, trăm người bán, biết bao nhiêu người bán luôn. Đó, thì anh em nào thương thì ghé ủng hộ tiếp em, hoặc là hợp ý với em thì anh em mình mua hàng qua lại cho nó dễ.
hàng em hỗ trợ hết mình luôn đó. Em nói đây luôn nè em, từ lúc em bán YouTube tới giờ là em hỗ trợ rất nhiều anh em nha. Có mấy anh em nào mà mua máy câu, anh em mua hai cái máy em bao ship tới thì anh em nó xài được một máy thôi, máy kia anh em xài không được anh em gửi trả lại, ok gửi trả lại cho em xong em chuyển tiền cái rẹt nó, coi như là cái phí ship cũng đi làm bao luôn, em đâu tính toán đâu. Hoặc là anh em mua cây cận của em về 6-7 tháng sau với anh em nói rồi cái này nó chơi không thích hợp nữa thì em cũng vẫn hỗ trợ luôn nha, đổi lại cho anh em cây khác bình thường thôi, là chuyện bình thường bên em. Hoặc là trường hợp có một cái chú ở Sài Gòn hôm đợt dịch đó thì chú mua 3 cây cần, nhưng mà tới lúc chú nói bây giờ dịch bệnh thì kinh tế chú khó khăn quá thì cho chú gửi lại, thì chú trả tiền gì đó thì ok chú gửi lại, nhưng mình chuyển trả đủ hết cho khách luôn, trả hết cho chú luôn, mình cũng không lấy một đồng nào của chú hết. Chú mua 3 cây 2,4 triệu mình chuyển lại đúng 2,4 triệu cho chú đó, mình cũng không lấy tiền cà phê không lấy gì hết đó, nên mình trước giờ nó, nhưng mà mình hỗ trợ sẽ hỗ trợ như thế nào, anh em nhiệt tình với mình, chú bác gì đó mình nhiệt tình ủng hộ mình như thế nào thì mình sẽ hỗ trợ theo cái mức khả năng của mình thôi nha. Nó còn những thành phần nào mà nói chung là anti fan đó, anti fan là những người không thích em đó, có vô mà tối ngày cái đâm chọc chọc mó em đó thì không có xin nha em đâu. Thì là những thành phần đó đa số là những người mà em không bán hàng cho họ, là những người buôn bán khác họ bán không lại em, hoặc là em không chia hàng cho họ như thế nào đó, hay gọi là yêu không được quá hận đó, là như vậy, là đi theo tối ngày đâm chọc gì đó. Nhưng mà có gì đâu, chỉ cần một cái bình luận mà em thấy ngứa mắt là em lóc hết, em chặn luôn cả số điện thoại, chặn hết toàn bộ, là xem được một lần không xem được lần nữa đâu. Nên nhìn trong video của em hay có những cái câu nói mà sốc kích động á, để em loại bỏ những cái thành phần đó. Thì những anh em nào mà mua bên kênh của em á, mua hàng bên kênh của em thì những cái lời nói đó nhiều khi anh em nghe anh em không lọt tai thì vui lòng bỏ qua cho em đó. Đó cũng là cái chứng thực tâm lý của em, em nói thì em kích động thôi nha, kích động những cái thành phần anti fan ở trong cái kênh YouTube của em để em loại bỏ hết, tại những thành phần đó chắc chắn không bao giờ mua hàng của em đâu, tối ngày cứ đi theo học để bánh xe thôi đó. Nên mong anh em thông cảm giúp em. Còn khi anh em mua hàng, anh em nghe cách em nói chuyện với anh em thì anh em biết rồi, dạ thưa, nên em rất đàng hoàng sòng phẳng nha. Rồi thì cũng em xin kết thúc video đây nha, chúc anh em nhiều sức khỏe và nhiều may mắn nha, thành công trong cuộc sống. Thì bây giờ sống chung với dịch rồi nên thì cố gắng nhiều hơn nữa cho anh em, cẩn thận nhiều hơn nữa. Rồi chúc sức khỏe bình an, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em, còn anh em đã đăng ký rồi thì nhớ bấm like theo dõi nha, để không bỏ lỡ những video sớm nhất của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.